Em chào toàn thể các bác đam mê radio cassette xưa. Hôm nay thì em xử lý một con sáp 700 cho bác khách ở Phú Thọ. Bác có viết mấy lời như sau. Và hiện tại trước mắt thì con này em đang thấy nó hơi lọc cọc bên trong nhá. Con này đóng rất kỹ đấy, nhưng mà con này là cọc bên trong là khả năng là nó bị từ trước đấy. Mà cái vấn đề lọc cọc này em đang nghi là một là nguồn hay gì đó này. Và hiện tượng lọc cọc này em đang không dám cắm đâu. Để em kiểm tra tình trạng đây. Đây. Thân gửi chú Khánh. Lời đầu tiên anh chúc chú cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng và gặp nhiều may mắn trong công việc. Anh gửi chiếc đài GF700Z, tình trạng hoạt động bình thường. Vệ chú vệ sinh dọn dẹp cho anh ngon lành. Đài radio hoạt động, motor tốt, xì te, đây cái chỗ xì te thì ngạt mũi, cửa băng 2 không tua được, đằng sau lắp pin, bên trong chỗ cắm nguồn bị dập, làm cho anh ngon lành. Đằng sau lắp pin trong cắm nguồn bị dập, hoàn hảo mọi chức năng, hết bao tiền báo anh. Thì trước mắt như này nhá, em sẽ quay mặt sau, và đằng trong lắp pin này em thấy có một vệt dập này. Đấy, con này bị bật nguồn này. Đúng rồi, con này là bị lỗi nên là bật nguồn các bác này. Và tiếp tục ở đây nữa này. Bác thấy không? Đấy. Vỡ này. Con này còn rất là đẹp, nhưng mà con này biết tại sao bị tình trạng này không? Bong nguồn ra như này không? Bởi vì ấy, là cái điểm cắm nguồn này nó bị vỡ các bác ạ. Nó vỡ. Kể cả đóng gói cẩn thận nhưng mà nó đã bị vỡ, nó không giữ được cái cục nguồn lại, nên là nó bị hiện tượng là bị bật ra và lôi luôn, còn một con ốc ở đây này. Lôi luôn đây này. Thì cái vết đằng may nó là bên trong nó pin thì không vấn đề gì, thì sẽ xử lý thôi. Cái này em sẽ tháo ra để em kiểm tra chứ em không dám cắm để test nữa. Con này em đã tháo ra đây rồi này. Vì mặt điều khiển này. Đây. Bắt có mỗi một ốc này thì nguồn không mà giữ được nha các bác nhá. Bắt duy nhất có một ốc thì giữ không được đâu. Bật ngay. Này để em tháo nguồn ra để xử lý cái vết đó. Xong rồi em sẽ test thử xem nào. Tình trạng con này các bác nhá. Là con này là họ đã làm rồi này. Các bác thấy cái chân này không? Chân này này. Đấy, họ vỡ họ gắn này. Chân kia cũng vỡ xong rồi họ gắn keo không thôi này. Đấy. Cơ này đang bị gãy mất mấy chân này. Và quan trọng nhất ở đây. Đây cũng bị vỡ chân này. Thấy cái vệt đen đen này chưa? Tức là gì, nó đã bị vỡ rồi. Nó chỉ còn có duy nhất một cái điểm ở đây thôi. Điểm này cũng vỡ rồi này. Bởi vì sao các bác nhìn thấy cái vệt mới nó sáng này, vệt cũ nó bẩn xỉn xỉn này. Tức là nó chỉ còn có một tí thôi. Nên là nó mới bị cái hiện tượng là khi vận chuyển đấy là nó bật lốt. Còn đúng của nó ra ấy, nó nếu mà như đợt trước ấy, mà nó khi bị lứt này mà xử lý ok thì sẽ không bị bật nguồn này đâu nhé. Giờ trước mắt em sẽ tháo nguồn ra để em xử lý những cái điểm gãy này, điểm họ gắn cái này, xong em xử lý lại, xong bắt đầu em sẽ nắp vào nguồn và em sẽ test. Về con này em có trao đổi với cả bác khách thì tình trạng như vỡ các như này này là không phải là do bác gửi xuống đây bị vỡ các bạn, mà cái tình trạng này là khi bác mua của khách, bác mua của người bán. Đấy, bác mua của người bán thì họ gửi cho đã bị vỡ rồi, và đây cũng bị lứt một phết này. Đây các bác thấy không, thì cái này thì đành phải gia cố lại thôi. Cái này em sẽ khóa bên trong này và gắn keo. Còn các chân này thì em đã xử lý hết rồi. Mấy chân này và để bắt nguồn lại. Đấy. Thì trong quá trình vận chuyển ngược lại nó mới không bị hỏng được các bạn. Còn không là vỡ. Con này thì bác mua chắc ở xa người ta gửi đến. Nên là một số điểm nó có hiện tượng rồi. Nhưng mà chắc người ta không để ý, người ta xử lý. Nên là vận chuyển đến nó mới vỡ. Chứ còn bình thường ra nếu nguyên bản như này thì nó cũng khó bị vỡ đâu các bạn. Nó phải lứt trước rồi nó mới vỡ nhá. Cái này thì em sẽ xử lý lốt cái góc này, xong này em sẽ ráp thử phần cơ vào để em test. Con này tình trạng sơ bộ là một cửa băng
không tua được. Đấy, như bác khách có nói là một cửa băng không tua được. Khi bác xịt RV7 và phát là không tua được ngay. Và tiếp tục nữa là con này là tình trạng phần sóng radio á, thì con này là mono thì nghe được nhưng FM nghe tiếng. Đấy, nó đang bị lỗi ở cái gọi là nó lỗi ở cái phần CTE. Đấy, liên quan đến phần CTE nhé. Thì cái này thì em sẽ xử lý trước cái việc lốt cái việc này, xong đó em sẽ xem cái phần cơ nào nó lỗi, em xử lý phần cơ. Còn con này thì em sẽ tháo hết ra để kiểm tra lại cái mặt mạch đằng này xem nó còn ok không, bởi bác khách bảo là người bán người ta bảo là còn ngon. Nên là khi em quay video bác cũng muốn xem cụ thể. Đây này các bác này, vật lứt này là thợ cái người bán người ta đã xử lý đây này. Đây các bác thấy vết hàn chưa? Đấy, xử lý nhưng mà xử lý ngay góc này thôi, còn sâu trong này không xử lý nhá. Nó sẽ vỡ sâu trong nên bây giờ em sẽ khóa thêm mấy đường nữa ở đây. Khóa thêm mấy đường sâu trong này nhá. Nói chung là cũng bẩn đấy. Con này thì sẽ vệ sinh và xử lý hoàn chỉnh luôn cho bác khách nhá. Bộ cơ này gãy mấy tai này các bác này. Đây một tai này. Cơ bên này gãy một tai này. Cơ bên này gãy một tai này. Cái này thì sẽ xử lý làm thêm tai nhá để bắt ốc nhá. Không thì nó không chắc đâu các. Giờ em sẽ test sơ bộ. Tình hình con này nhá. Là riêng cần đầu tiên này. Đây các bác nghe này. Cái cần đấy này đấy, có lúc nó đang bị chập chờn này. Lúc nói to nó nhỏ này. Cần này là đầu tiên là cần này phải tháo vệ sinh này. Và sau nữa là kiểm tra phần mạch nữa này. Đấy, mạch này là có vấn đề đấy. Cái cần này cũng luôn này. Bên này thì ok này. Đấy, bên này tua ok này, nhưng bên này này em mở không cho các bác nghe thử này. Bác thấy không? Còn lọc cọc chưa? Đấy, nghe tiếng nó còn lọc cọc chưa? Rồi con này nó lỗi phần kể cả phần play nhé. Con này đưa băng vào phát là nghe là tiếng sẽ bị giật này và lọc cọc này. Chung là con này sẽ phải kiểm tra tương đối đấy. Kiểm tra lại phần vỉ mạch các thứ nhá. Con này sẽ phải kiểm tra cả phần vỉ mạch xem là nó có vấn đề gì này. Hiện tượng nó đang có hiện tượng là nó hơi chập chờn. Đây là em. AM này, FM này. Rồi con này vệ sinh cả anten nữa. Rất là bẩn nhé. Chuyên án đặt ra nhiều giả thiết về động cơ gây án và quá trình thực hiện hành vi. Rồi con này em sẽ tháo toàn bộ ra để xử lý. Con này em đã tháo hết vỉ ra này. Tình trạng thì vỉ radio này là nhìn là còn zin đấy. Và tiếp tục nữa là cái vỉ chính này. Cái vỉ này thì em sẽ đi vệ sinh lại và kiểm tra một số xem nó có hiện tượng bong chân hay không. Và em sẽ tháo cái cần radio táp này ra để vệ sinh lại. Bởi vì là mình bật mình đang có thấy có hiện tượng là nó chập chờn nhé. Đây. Nói chung là những hàng này thì có sửa chữa thì cũng không tránh khỏi được nhé. Thì em sẽ đi vệ sinh lại các cái vỉ này và em sẽ kiểm tra. Thì em đã tháo đây rồi nhé. Giờ sẽ tháo này ra vệ sinh. Đèn xì này thì các bác bảo là làm sao đóng được này. Quá đen luôn này, bẩn này không? Con này ấy, thì em đã vệ sinh cần thứ nhất và em đang tháo cần thứ hai thì để cho mình xem cần thứ hai này cũng hiện tượng như này nhé.
Nên là như cái này là 5 cần, em sẽ quyết định tháo cả 5. Tháo cả 5 cần ra vệ sinh nhé. Đây là 1 cần, 2 cần, 3 cần, 4 cần, 5 cần. Đang tháo quần thứ 2, sẽ tháo lốt 3 cần này vệ sinh. Hai cần mà bị như này thì chắc chắn là các cần khác nó cũng hiện tượng hàn hết rồi. Sẽ tháo hết ra luôn. Rồi con này em đã vệ sinh xong 5 cái cần này rồi nhé. Hàn xong và đã vệ sinh xong nhé. Sẽ vệ sinh qua cái mặt một chút. Mặt này, cái vỉ mặt sau này nó hơi bẩn. Vệ sinh lại hết một lượt cho mình cái vỉ này. Xong em sẽ kiểm tra sang cái phần radio. Đây sẽ vệ sinh lại luôn cả cái phần radio này luôn và kiểm tra lại cái vấn đề là anh nói là đang gạt sang cái chế độ xe thì nó bị nghẹt tiếng. Còn phần cơ thì em đã xử lý rồi nhé. Cái con mạch radio này này đang có một cái vấn đề là chập chờn ở cái lỗi xe, em đang cố gắng xử lý. Nhưng mà riêng với cái dòng mạch radio sáp thì nó hơi phức tạp nhé. Mạch này nó cũng giống của cái mạch của 939 đấy các bạn. Nó cũng giống đấy. Dạ có anh ạ. Đây là khách nhà tôi đấy. Đấy. Đang bị cái hiện tượng người gầy nhóc gầy nhét ra. Chập chờn cái sóng xì te nó không bắt được ấy. Mà nuôi con nó trẻ giỏi như vậy. Cũng không sao khác được. Cái này thì em cố gắng thôi. Chứ còn đâu là khẳng định, cũng chưa chắc là khẳng định được để xử lý cái lỗi mất xe này. Con này của mình đã xong rồi nhé. Thì cái con này á, thì em có trao đổi với anh khách rồi. Cái tình trạng mà nó bị bể vỡ các thứ ấy, là nó là đang là, dạ vâng, nó bể vỡ là nó đang ở vấn đề là nó bị từ cái lúc mà anh ấy mua của người ta gửi cho anh ấy nó đã bị rồi các bạn. Những cái vết mà khi mà nó bể vỡ em xử lý lại ấy. Bởi vì em bảo nó vô lý, anh cái đóng hàng anh quấn rất là cẩn thận luôn, mấy lớp, và anh đưa vào cái thùng rất là to, khoảng không rất là rộng, không thể nào mà ảnh hưởng đến cái đài được. Em gọi điện trao đổi với anh ấy thì là do con này anh mua về phát là chắc cỡ khoảng 1-2 ngày gì đó là anh chuyển xuống game luôn, bởi vì cái rắc nguồn cắm không được đấy, nó cắm nó cứ bị tụt vào. Và cái phần bộ cơ bên này này tua đầu tiên tua được, sau tua không được nữa, thì cái lỗi tua không được đó em đã xử lý cho mình tua ok rồi. Đây cái lỗi này là không phải là do anh xịt R7 đấy, mà cái lỗi này là cái lỗi là nó bị lỗi ở trên cái phần cơ nên là tua không được, thì em đã xử lý cho mình. Đây hiện tại giờ em đang tắt tiếng mà nó chạy rất là êm nhé, không còn tiếng tạch 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 của cái phần cơ nữa. Và con này thì em vệ sinh lại cần anten. Bên trong thì nó cũng chung nó cũng tương đối sạch, chỉ có một số chỗ nó bẩn thôi. Và con này là em xử lý cho mình cái phần radio. Khi mà chúng ta nhấn cái chế độ xì te thì nó không bị nghẹt tiếng nữa, là phải thay con IC. Là phải thay con IC thì nó ok. Và xử lý vá lại, kể cả là cái miếng vỡ dưới cũng thế thôi. Cái vỡ dưới đó là trước khi là họ bán cho mình nó bị vỡ rồi đấy, nứt ở phía dưới đáy ấy. Bởi vì em thấy họ có hàn hai khóa hai điểm nhưng mà nó chưa an tâm được, nên em phải hàn thêm hai điểm nữa để khóa đầu khóa đuôi, mình gọi khóa đầu khóa đuôi nó để tránh tình trạng nó lứt, nó dập sâu. Đây con này em đang bật phần băng này. Và con này thì phần dây cu loa thì cứ ok, em chỉ thay cho mình cái dây cu loa công tơ mét thôi. Này. Tu ok này. Tu khỏe này. Và con này chế độ chọn bài cũng vẫn ok nhé. Chế độ chọn bài thì vẫn ok. Chọn bài cửa bên này nhé. Bên này có vẻ tiếng sáng hơn này, thì em sẽ kiểm tra lau qua đầu từ. Đầu từ bên này thì hơi mòn nhẹ một tí xíu. Đấy, nó hơi mòn nhẹ. Nên là tiếng nó hơi kém hơn một tí. Nhưng mà với cái mức độ mòn nhẹ như vậy thì
với mức độ mòn nhẹ như vậy thì cứ sử dụng thôi, cũng chưa cần thiết phải thay đâu. Bởi vì em nói thật luôn ra là cái nếu như bình thường chúng ta nghe bình thường không sao, nhưng chúng ta để ý kỹ thì cái đầu từ mới nó không bằng với cả cái đầu từ từ cũ được. Đấy, em phải nói chuẩn luôn thế. Nhưng nếu với cái đầu từ mòn thì nó sẽ hơn. Đấy, mình nói tổng quan với cái đầu từ mòn thì âm thanh nó sẽ tốt hơn nhiều so với cả cái đầu từ mà còn với cả cái đầu từ, so với cả đầu từ còn ngon thì không so được, nhưng mà với cái đầu từ mòn nhiều quá rồi thì đương nhiên nó bị lệch loa mất giải, các bác phải thay là đúng rồi. Đu qua đoạn này đi. Cửa băng bên này của mình thì vẫn ok. Ngàn phương rơi bay vương tóc tôi, sắc tươi màu pháo vui kiện em. Radio hương luôn em nồng FM nhá. Nét tranh đồng hồ trên giấy đêm đưa em. Mình always seek greater health and happiness. Dân đối thoại mở mới tại quận 4, quận Bình Thạnh, quận Bình Tân và các huyện Nhà Bè, Hóc Môn, Bình Chánh. Tiếp ở xa chưa con ngồi đêm là ở khung giờ này tụi em không tìm ra được mấy bài hát bolero, mặc dù đó là rất là hay, rất là sâu sắc luôn. Nhà anh Tâm có thể chọn một bài khác giúp em được không ạ? À, thôi bây giờ cũng đi làm sắp tới rồi. Bây giờ em hát trên cái bản mà Đêm Mưa Nhớ Mẹ của Giáo Hoàng Long. Cái tiếng hơi phè bởi vì em đang treo ở trên cái ấy kìa các bác ạ. Hai cái loa đang em đang treo ở trên cái cạnh kia nó sẽ hơi rè rè rè. Đó nữa là gửi cho anh Thanh Tùng với Châu Thành Long An. Con này chế độ line in của mình này, tí em sẽ kiểm tra, em test line in cho mình nhé. Dùng con này của mình đã ok rồi. Cảm ơn bác khách ở Phú Thọ đã tin tưởng. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và cũng như là cho em thời gian để em xử lý cho các bác. Chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác ở những clip sau.